Ok, xin chào các bác. Hôm nay Chim Cô Gái Hay có chia sẻ với các bác về một cái câu chuyện cũng như là một cái tình huống trong cái quá trình kinh doanh con giống đà điểu của Chim Cô Gái. Thì hôm nay mình đang nói ở đây là 21 giờ 16 phút tối ngày mùng 1 tháng 7. Hôm trước thì mình có chốt một cái đơn hàng, bạn này là bạn Đặng Phúc Thịnh. Bạn ở địa chỉ ấp Bình Hòa, xã Thường Thới, đó, Thường Thới Hậu, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của bạn là 0917 777 612. Bạn có mua của mình 4 con đà điểu giống và bạn cũng có chuyển tiền đặt cọc cho mình rồi. Thế nhưng mà báo cáo với các bác là từ chiều giờ thì nhà xe của bên mình, bên những người chuyện vận chuyển có trách nhiệm ở từ ngoài Bắc vô đến Đồng Tháp thì họ vẫn đang cho ăn cho uống rất là tốt. Nhưng duy chỉ có một điều là trước đó một tiếng thì gọi thì đồng chí vẫn có nghe và thống nhất cái giờ nhận, nhưng đến bây giờ là qua khoảng 2 tiếng 3 tiếng nay rồi thì không liên lạc được với cậu ấy. Thì mình cũng không hiểu vì sao là không liên lạc được, thì qua văn phòng nhà xe thì họ báo là bây giờ họ đang cho ăn, cho uống và họ đi qua Hồng Ngự một chút rồi. Thì trong trường hợp từ bây giờ đến sáng mai mà không liên lạc được với bạn ấy thì nếu như mà liên lạc được thì bên mình sẽ tạo điều kiện là xe quay về Hồng Ngự là giao cho họ đó. Bởi vì bên mình phương châm là kinh doanh còn uy tín lâu dài, thì bốn con đà điểu này thì hiện giờ đã đang khỏe mạnh. Thì nhà xe cũng vừa có cái một chút bức xúc và cũng nói mình, thì mình cũng thiết nghĩ là mình làm cái clip này lên để cho các bạn nào mà ở trong khu vực gần chỗ Hồng Ngự Đồng Tháp hoặc là khu vực miền Tây á, đó, thì trong trường hợp mà vì một lý do bất trắc nào đó mình không thể biết trước được, thì cái bạn 612 này bạn bạn thích nhé, bạn ấy không có khả năng nhận được hoặc là bạn có lý do nào đó bạn không nhận hoặc là mình không liên lạc được, thì mình cũng sẽ có cái cách mình gửi về chỗ bến xe miền Đông để cho văn phòng đại diện trong đó họ chăm sóc. Nhưng vì là mình cũng không muốn cái việc con giống nó gửi đi gửi lại nó tội nó ra và nó cũng không 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 thích vậy, nên mình đăng cái video này lên. Trong trường hợp mà đến sáng mai mà mình không chốt được, không không liên hệ được với cái số 0917 777 612 thì mình tính những phương án là mình để bốn cái con đà điểu giống này cho người khác đó. Bốn cái đà điểu này thì hiện giờ là nhà xe đang chăm sóc rất là khỏe mạnh. Đó, mình vừa mới gọi điện xong và mình cũng xin phép chia sẻ luôn là cái cuộc gọi của mình với đồng chí đó. Đó thì nó cũng rất là ấy thôi, rất là. Ok, mình chia sẻ cái này đó. Thì bạn đi có nhà xe, mình vừa mới nói chuyện với nhà xe xong thì nhà xe cũng có những cái hơi 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 bức xúc một chút. Đây. Alo, dạ em chào nhà xe, bên anh có chuyển giúp em mấy con đà điểu ở trong chỗ Đồng Tháp mà em đang bận hoạt động. Vâng, em là Thao, chiều một hôm em thì em vừa gọi cho cái số một hai đấy là cũng không có chung không biết máy, bây giờ là Không, để em nói cho nghe nè. vâng Hồi chiều á, vô kiếm xe cho nó, vâng hiểu không? vâng Cho nó đặt đủ xe luôn, đủ xe ok. vâng Đủ xe đi gần tới nó rồi, chứ tới nửa tiếng. Anh hiểu không? vâng Cái nó mới ra đó đi. Cái vâng ra gần tới ta gọi nữa, nó bùng, bùng, nó nói gì, nó vòng vòng. Rồi vâng xong rồi ta tới đó, người ta đợi 5 phút, ta gọi nó không bắt máy đến giờ. vâng Em đi gỡ, con em đi gỡ cho nó vâng còn bắt máy được. vâng Anh gọi nó bắt máy là anh quyết tại vậy. Nói chung là vâng mình nhà xe làm ăn với nhau thì nó được, nó nhận được thì em về cho anh đâu gì đâu, còn được anh báo được anh, mà anh gọi nó bắt máy là anh quyết tại vậy. vâng Nên vâng xe Nhưng mình mà cái ra điều là cái trường hợp này nó họ cũng đặt cọc tiền rồi, nên là bọn em buôn bán thì cũng muốn là
mỗi người có một công đoạn là sao kết hợp với nhau để cho xã hội nó thì bên nhà trên là em hỏi đàng hoàng về cái đâu à. đó về ngữ đó, ngữ đó thì trong vấn đề này nó có rồi, em mới ra kiếm hiểu nó luôn và Dạ. nhà xe nói trực tiếp với nó luôn. Vâng. Em á, tại cái nhà xe nó không có đường hộ đúng không, Vâng. còn một cái văn phòng công ty của em á, cái đường hộ giữ tiền đó phải không, Vâng. còn một xe Vâng. nó chạy lên chạy xuống nó chạy có ăn với đường hộ gì đâu, Dạ nói vâng. với nó em gọi nó ok hay là em gọi nhà xe, nhà xe nói trước khi tới nửa tiếng mà đã gọi cho rồi, mấy hàng cho đó mà đã ok Dạ. cái đó nó mất máy Dạ. rồi. Họ Có gì là họ anh có con nói cho ăn gì anh, cho nó uống nước, mới cho ăn rau muống thái mới cắm cắm gà con thôi. à uống thái với lại thức ăn cho gà con Còn không. lại không có rau gì, cần một ít một nắm cái gà mà một chuyện mảnh mảnh để cho nó nhạt nhạt mới uống nước là được thôi, gì đâu. Rồi ok, cái em dặn nhà xe nó cho uống ngày mai Dạ lên dạ. sớm đem lên cho mình để mình biết, mình còn chăm sóc tụi mình Dạ cho dạ nó rồi, rồi. hay bọn anh cứ nhiệt tình giúp tôi đi, có chi phí gì thêm của Thì em thì em dạ. mình nhà xe nhau mình liên kết nha, cậu giao chỗ này được thì thằng này nó đỡ đỡ thằng kia, Dạ kia nó không được cái nó bỏ ngỏ rồi cậu ra gửi cho khác thôi dạ đúng không. rồi 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 về anh em tuyệt Rồi vời rồi, ok anh. ok Để vậy em cố một gắng ngày liên hệ với nhà xe nhé. Với chứ bây giờ là rồi cái địa điểm bọn anh đang dựng đấy, giờ cách cái địa điểm giờ giao cho khách hàng là bao nhiêu xa? cái thằng đó nó bây giờ là em dàn dàn xe là nó đi về Hồng Ngự, nó đi qua Đồng Tháp còn ở lại không có làm, nếu mà cần là sáng mai người ta qua là được lắm, À rồi rồi, còn ok. không có liên lạc với chỗ đó đi, Dạ thằng vâng. này nó hỏi nó là biết rồi. Dạ dạ ok rồi rồi, thế em sẽ làm phần còn lại. Ok cảm ơn anh. Bọn anh cứ chăm sóc cho cái. Vâng. Ok. Đó thì các bạn nghe thấy cái cuộc nói chuyện của bên mình nhá, thì bên mình cũng rất là mong muốn cái người đang được đăng tải đây là thông cảm, bởi vì họ gọi điện cậu không nghe máy rồi họ cũng có những cái ức chế. Thế nhưng mà thôi dù sao thì họ cũng có cái thiện chí là mai họ mà có liên hệ được thì họ vẫn lên chỗ Hồng Ngự họ giao cho cậu. Trong trường hợp mà mai mà cậu im cứ im ru thì mình sẽ để cho khách hàng nào đó ở trong cái khu vực Đồng Tháp đúng không? Cao Lãnh hay là khu Hồng Ngự gì đó quanh quanh khu vực theo cái địa chỉ gần đó, thì anh em nào có nhu cầu mua thì mình sẽ gửi vô trong đó, hoặc là mình sẽ chuyển tiếp luôn cái đơn này sang cho anh em đó. Còn cái trường hợp của bạn này thì mình sẽ gửi cho bạn ấy tiền, hoặc là anh em sẽ nói chuyện với nhau. Thì cái kênh của mình thì gửi chim cu gáy và gửi chim đà điểu đi thì các bạn biết thừa rồi. Bên mình gửi gần như là cái số lượng gửi đi toàn quốc và gửi quá nhiều luôn, tất cả những cái vấn đề nhà xe và những cái văn phòng đại diện và những cái trạm chốt thì bên mình đều bao hết rồi, mình có những cái uy tín nhất định. Thành ra mình đăng tải này mong các bạn cố gắng là những cái bạn nào mà chuyển khoản trước thì mình sẽ giảm giá, còn bạn nào phải đặt cọc thì mình mới 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 order, mình mới chốt đơn hàng mình gửi đi, bởi vì nó là con giống các bạn, nó không như là một cái bịch Omo hay một cái thiết bị gì vật dụng gì nó có thể là nó không gì cả. Đây con giống này mình nên phải nó đảm bảo về chất lượng. Đó thì cuối video mình cũng mong là các bạn có thể chia sẻ giúp cái này trên cái mạng xã hội để cho bạn kia bạn cũng lắng tai bạn nghe, thì mình sẽ giao cho bạn ý. Đầu tiên là bạn ấy sẽ là được ưu tiên bởi vì bạn là người chính thống đặt hàng. Nhưng mà bên mình cũng phải có giới hạn. Một vài tiếng một ngày mà bạn không bắt máy thì đương nhiên mình không giải quyết cho người khác ở gần đó, thì con đà điểu nó sẽ kém chất lượng và nó chi phí cho cái việc vận chuyển đi lên đến văn phòng bến xe miền Đông. Thế nên là các bạn ở khu vực miền Tây cố gắng là lưu ý, và ai đọc được thông tin này có thể alo cho bên mình sẽ ưu tiên, mình cũng sẽ có cái giảm giá để giải quyết cho các bạn, mà đặc biệt là các bạn có nhu cầu mua 4 cân đà điểu khỏe mạnh luôn. Đó, hiện giờ là mình cũng đang nhờ nhà xe là chăm sóc rất là khỏe mạnh luôn. Các bạn có thể kiểm tra trước khi nhận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Trên cái kênh này thì mình cũng có đầy đủ những cái thông tin từ cái website đến những cái Facebook. Website của mình là chimcugay2.com. Bên mình thì trưởng thành lên được mọi người biết đến từ một vài cái thông điệp mà một cơ sở ba cơ sở chim cu gáy cung cấp giống toàn quốc và con giống đà điểu. Thì với những cái thông tin địa chỉ, số tài khoản, số ngân hàng và những cái thông tin cá nhân, mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, hiện ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, thì các bạn cố gắng là cũng hiểu cho và cũng
quan tâm cái kênh của mình thì cũng sẽ theo dõi. Bên mình luôn luôn có cái phương châm là bảo vệ cái uy tín và giữ chọn cái niềm tin đối với khách hàng. Bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội cực kỳ văn minh, các bạn nên nhớ là một điều như vậy. Chỉ có những người có tư tưởng văn minh thì mới có được cái kênh kinh doanh thành đạt và được mọi người yêu mến. Đấy, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân của mình.